mình quay lên hoặc xuống mình coi phía nãy luôn. Chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ quay cho các bạn dưới này có một cái ao đúng không? Cái ao đó không hết nước đâu, nó À, dài tôi sẽ lắm. quay cho các bạn một cái ao. Ở dưới này có một cái ao, có nghĩa là đảm bảo nước không bao giờ hết. Đấy, thì đây có một miếng này là 3H7 hay 3H8 là chưa chính xác, nhưng mà nó xít 4H, cà cực kỳ đẹp luôn. Đấy, tôi quay cho các bạn này. Nguyên cái miếng này là gần 4H, lên đến dọc khu trên kia. Trên kia là vườn chuối. Đây, phải không anh? Trên kia vườn chuối. Còn qua bên kia là có đất trống. Đấy, toàn bộ cà phê cực đẹp. Có một cái ao thì không bao giờ hết nước đâu các bạn ạ. Có chòi trước đồ hoàng, miếng này cũng đang cần bán. Trời ơi, tôi gặp vườn cà này quá đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ đi vào trong này, các bạn thấy vườn cà này. Vườn cà phê thì khỏi nói chuyện rồi. Đất là đất sỏi đỏ các bạn ạ. Cà rất tốt. Đấy, rất tốt cho cây cà này. Chuối, ui dồi ôi. À, thông qua kia được đúng không? Rồi rồi rồi, để tớ đi thông giữa bãi luôn. Vâng vâng. Các bạn ạ, cây chuối gì đây, cây chuối tây. Mà tôi thấy tôi chưa bao giờ gặp cái cây chuối nào lại tốt như cây chuối này các bạn. Cao không? Cây chuối mà cao cỡ này mà. Đấy, ở dưới này thì có một cái ao là không bao giờ hết nước. Tôi chưa không đi quay được cái ao, nhưng mà trồng cà này là các bạn là tưởng tượng là cái ao của họ là nó phải cỡ nhà thôi. Tôi cũng cố gắng đi quay cho các bạn xem cái ao như thế nào. À. Ui dồi. Ôi giời các bạn ơi. Một cái ao rào lút bên kia luôn. Đó, đây là một cái ao nước song xanh. Cái ao này thì tưới không bao giờ cạn nước rồi, cá lóc chắc đầy. Đấy, tôi sẽ quay cho mọi người xem. Các bạn có nhu cầu mà lấy cái miếng đất này thì giá rất yêu thương, rất rẻ. Đấy. Đường xá thì đi là ok. Một cái vườn cà này các bạn ơi, nhìn nguyên một cái vườn cà luôn. Bây giờ tôi sẽ phải đi xuyên giữa bãi cho các bạn xem, tại vì là quay nó phải cụ thể. Đất chỗ thì không phải đâu, ngoài tí kia có ngoài đất sỏi thôi. Còn trong này thì lại là đất thịt rồi. Đất đỏ. Đất thịt không. Ơi, tôi chưa có flycam nên là các bạn thông cảm. Tôi quay thế nào thì các bạn phải cố gắng này. Tôi cũng chưa cò được lô đất nào cả, chưa giới thiệu được lô đất nào cả. Nên là không có flycam bay, nên là chịu rồi. Đấy, ống thì đã có đường ống này. Đây thì lại còn có một cái máng này, bây giờ là đi thế nào. Cỏ thì xí xùm. À, có tí chỗ này có cỏ đấy các bạn ạ. Ui dồi, cà phê cực tốt luôn. Trời ơi, bãi cà đẹp quá. Ai mà có nhu cầu mua miếng này thì họ cũng tính như là đất trống thôi. Đấy, còn cà phê các bạn thích mua về các bạn chăm cũng được, không thì các bạn cho thuê lại. Thuê lại cái dãy cà phê này đi. Thì với cái giá là cũng có tiền hàng năm nếu mà nhà đầu tư. Thì ra rất là tốt các bạn ạ. Tôi không đi chui chỗ nào được. Giáo lạc không biết đường ra luôn. Đấy, toàn bộ đây cũng có ống họ dòng hết lên đây, là đường ống có hết này. Chuối cực tốt. Trên này thì còn có bãi đất trống đấy. Nói chung là đất có chỗ xoải chỗ không. Ui dồi, chui mãi không thấy ra các bạn ạ. Cái thông tin thì tôi đi cùng anh bạn này dẫn. Đây là hai miếng các bạn ạ, thì miếng này nữa. Đây là đã trồng chuối này. Toàn bộ đây là thành cái vườn chuối. Chuối tốt lắm các bạn ơi. Bơ này, cà này. Đây là có cái miếng đất trống. Bên này còn một miếng đất trống. Không biết là thế nào, tôi phải hỏi cái ông kia đã. Cái viên vườn chuối này là của đây luôn. Chỗ này là gần 4 hectare. Gần 4 hectare chắc là phải sang tận bên đây. Đấy. Alo. Đâu rồi? Đây có con đường này. Vườn chuối thế kia. Lạc nhau rồi các bạn ạ. Chịu rồi. Anh Khang ơi. Ơi. Đâu ơi? À, dưới này các bạn ở dưới này. Đường đây. Đấy, phải tìm nhau chứ các bạn ạ. To thế này đi nó lạc. Úi dồi, cây bơ này phải hàng tạ quả. Quá nhiều. Bây giờ tôi sẽ đi hỏi cụ thể cho các bạn. Chỗ này là cái đất này thì chỗ này là nghe chủ nhà nói sơ sơ ấy là không phải chủ nhà mà cái anh bạn này dẫn mình đi. Anh bảo là 3H7 hay 3H8 gì đấy. Nhưng nếu các bạn thực tâm mua thì chỗ này nó gần 4H. Và mình sẽ tìm hiểu, mình hỏi cho các bạn cụ thể đất cát như nào, sổ sách ra làm sao. Mọi thứ mình sẽ tìm hiểu cho các bạn ất giáp. Được thì các bạn đến thăm. Đâu đến đoạn nào ông bạn ơi? Đến từ đâu đến đâu? Là hai cái hồ. À, đất này có hai cái hồ nha các bạn. Bao cho các bạn không bao giờ hết nước.
Đây cái chòi đây, cà phê thì không phải nghĩ rồi. Ừ, cây cà phê rất đẹp. Rồi nhất trí, các bạn thấy những cái buồng chuối rất là to. Riêng đất đất này mà trồng chuối thì không bao giờ phải nghĩ ở đây này. Đất này mà trồng chuối thì này, các bạn nhìn cái buồng chuối này. Đấy, những cái buồng chuối 2-3 buồng luôn, to lắm các bạn ơi. Đất này dùng để trồng chuối, để làm chuối, chuối chuối sấy thì chỉ có tuyệt vời thôi. Ui, đây có một cái chòi để mình có thể là nghỉ lại. Và đằng trước này có một cái hồ. Ui dồi ôi, con cá lóc to thế. Ui nó táp kìa. Xoáy lại luôn. Hai miếng kế nhau các bạn ạ. Miếng này cũng bán. Miếng này cũng bán, nếu mà mua hết chỗ này thì nó tầm độ khoảng vào 2 nhà, nếu mà mua hết thì 5 này, 9 héc. Nếu mà ai có đủ lực để mua hết thì là chỗ này, khu vực này, toàn bộ khu vực này. Vòng 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 lên kia. Vòng qua đây. Nên đây khu vực này là 9 héc nhỉ. Nếu mà mua hết là 9 héc. Đấy. Úi trời ơi, 9 héc này thì khói nói chuyện. Quá đẹp. Đây chủ nhà cũng có nuôi bò. Thế này chạy dọc theo cái đường này lên kia. Có đất trống bên đây này. Đất trống bên này nữa luôn. À cả cái đám đất trống này nữa các bạn ơi. Các bạn chịu khó nhá, ba hồ chứ đây hồ nữa vào này. Hồ đây cũng hồ nữa nhưng mà hồ của ông anh. À hồ này hồ của ông anh. Hồ này tôi thấy hơi nhiều cá lóc ấy. Vừa tôi thấy con đớm kia hơi to đấy. Mé bên này là của người khác rồi đúng không? Cái cà đây là hình như là của anh em trong nhà mà không hiểu là như thế nào, chứ còn đất trống bên kia là canh canh rồi. À đất trống bên kia rồi. Còn cái giải bên đây là của nhà này rồi. Đúng không? Cái miếng bên này thì không phải, nhưng cái miếng bên này là đang cần bán. Nếu mà tổng diện tích mua hết thì sẽ là độ khoảng 9 héc. Ao hồ nước tưới thì mênh mông. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi lên, tôi quay cho các bạn luôn cái miếng đất trống nó liền qua. Tôi cứ chịu khó đi bộ nên tôi quay lòng vòng hết. Đây vườn cà đây các bạn thấy, vườn cà nó rất tốt, rất là đẹp nguyên cái khoảnh này. Các bạn có thể đủ tiền thì mua liền, không đủ tiền thì mua rời. Đấy. Đây nguyên cái đám đất trống này. Lên tận cái vườn chuối không? Đi luôn, anh chở em đi luôn. Đây, tôi sẽ quay luôn, tôi lên phải lên xe chứ không đi bộ nữa rồi. Mệt rồi, đây, toàn bộ bên đây nữa. Chuối, ui giời, riêng chuối ở đây em thật. Cái cây chuối cỡ đấy mà Cao, cây chuối cao 5 mét. Tính cỡ gọi cả lá, cao đến 4-5 mét, đây là đất trống rồi các bạn. Đây, toàn bộ là hai bên, bên này vườn chuối, bên này cũng vườn chuối luôn. Tôi sẽ quay cho mọi người. Trời ơi, cái đất này mà trồng chuối nhà anh nhỉ. Để làm cái đất đỏ nguyên chất đấy. Đây đất đỏ này. Đây vườn chuối đây. Toàn bộ khu vườn chuối, toàn bộ khu đất trống đây. Dài hàng mét. Riêng đất này vừa trồng chuối đây, toàn bộ cả cái đây luôn, cái đường ở giữa đó. Đường xá là rất thuận tiện chuối. Nguyên một cái dải này luôn. Đó. Bây giờ đi theo cái ông kia, ông sẽ dẫn này. Đây vòng vòng này. Đấy. Đây nữa phải không? Đây nữa hả? À, từ cái vườn chuối kia thôi. Từ cái vườn chuối kia thôi đúng không? À, cà này là của người ta. Từ cái mép vườn chuối kia chạy thẳng đây. Đây có đường vào luôn. Toàn bộ là đường là đi xe là ok. Anh đi tiếp, em quay cho thêm một đoạn đường. Rồi, mọi người chịu khó xem hết cái clip này, tôi chạy đoạn đường một đoạn cho các bạn xem. Đường này thì xe máy, cái xe bán tải là đi vô tư. Còn xe ô tô thấp gầm thì chỉ để du lịch ở thành phố thôi. Còn xác định đi vào dãy thì phải mua xe bán tải hoặc xe UAT. Đúng không anh? Đúng rồi. Cứ phải xe UAT hoặc bán tải. Đấm trống lên đây. Đây nữa hả? À không, miếng này không phải liền kia, ở kia thôi. Đấy, tôi sẽ quay cho các bạn con đường nhá. Đường thì đi người dân người ta đi hoa màu hoa quả là vẫn có thu hoạch, vẫn chở. Đấy là riêng là con đường cũng khá gần đấy nhở. Chạy ra không biết tầm bao nhiêu mét nữa, chả đi quen nên không định vị được. Chạy ra là không biết là bao nhiêu nên tôi cũng định vị được. Đây đây là con đường. Mọi người cứ chịu khó xem cái video này tôi quay cho mọi người. Con đường nó hơi bụi mù tí. Đường thì cũng to đấy. Máy cày, máy kéo công lông thì đi vô tư.
tuy là đất có cây hoa màu vậy nhưng họ cũng tính như là đất trống, nên là mọi người mua là có thể cho thuê lại hoặc là cho anh em bạn bè hay là những người quen làm lại là rất tốt, thu nhập ngay. Đây là con đường đi ra, đi xíu kia là đến trên kia rồi. Đây tôi quay cho các bạn xem một đoạn đường thế thôi, còn càng ra ngoài thì đường nó càng dễ đi nhá mọi người nhá.